Xin chào các bạn. Ở video này, dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc xin chia sẻ với các bạn cách cái phân hệ mua hàng trên phần mềm kế toán Misa. Thì ở đây mình có một cái hóa đơn mua hàng. Và đây là cái phần bàn làm việc trên cái phần mềm kế toán Misa. Thì để nhập liệu vào cái phần mềm mà kế toán Misa trên cái phân hệ mua hàng thì đầu tiên các bạn vào cái phân hệ mua hàng này. Các bạn có thể là nhìn vào cái phân hệ mua hàng này và vào cái chỗ chứng từ mua hàng này để các bạn là tích, hoặc là các bạn cũng có thể là vào chỗ nghiệp vụ này và mua hàng này này, vào cái chứng từ mua hàng này để các bạn là vào cái tab mua hàng. Ở đây tôi vào chỗ chứng từ mua hàng này. Thì đây cái chứng từ mua hàng lập tức được hiện ra, hoặc là các bạn cũng có thể vào cho chứng từ mua hàng, các bạn bấm vào để cái chứng từ mua hàng, cái tab chứng từ mua hàng này hiện ra này. Ở đây là cái hóa đơn này là 23 tháng 12 năm 2020, nó thuộc về dữ liệu của năm 2020. Chính vì vậy mà cái ngày hạch toán này các bạn có thể đóng lại và lấy cái ngày hạch toán bên này là ngày hiện tại, nó là mùng 8 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên cái hóa đơn của ngày là năm 2020 thì các bạn có thể lấy ngày hạch toán là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các bạn vào chỗ ngày hạch toán này này, đây tôi vào lại cho các bạn này, ngày hạch toán này, sau đó các bạn lấy ngày 31 tháng 12 2020, sau đó các bạn nhấn đồng ý để vào lại chứng từ mua hàng. Các bạn vào chứng từ mua hàng này. Ở chứng từ mua hàng này phân hai, làm hai cái hình thức thanh toán, đó là chưa thanh toán hoặc là thanh toán ngay. Nếu các bạn để ở chỗ hình thức là chưa thanh toán này thì khi mà các bạn nhập hàng hóa này sẽ để treo trên công nợ. Còn nếu các bạn đặt ở chỗ thanh toán ngay này thì hình thức thanh toán nó sẽ là thanh toán bằng tiền mặt. Ở đây tôi là để hình thức là thanh toán ngay nên tôi tích vào cái chỗ là thanh toán ngay này. Cái thứ hai là các bạn là đặt ở chỗ là mua hàng trong nước nhập kho, cái này là thuộc mua hàng trong nước nhập kho. Nếu các bạn nào mà thuộc trường hợp là mua hàng trong nước không qua kho thì các bạn tích ở cái hàng thứ hai này, còn các bạn mua hàng nhập khẩu thì các bạn tích ở cái hàng thứ ba. Mua hàng nhập khẩu mà không qua kho các bạn tích ở cái hàng thứ tư này. Ở đây tôi là mua hàng trong nước nhập kho. Tiếp theo các bạn xỏ xuống cái chỏ này này, ở đây là có là nhận kèm hóa đơn hoặc là không kèm hóa đơn hoặc là không có hóa đơn. Thì đây là tôi nhập kho là có hóa đơn kèm theo, ở đây này hóa đơn này. Đây là chính là cái hóa đơn này. Nên tôi đặt sẽ ở đây là đặt là nhận kèm hóa đơn. Ở cái nhà cung cấp này các bạn tìm đến cái nhà cung cấp. Ở đây là công ty Vân Văn Ngọc. Các bạn tìm đến cái nhà cung cấp. Có mã số thuế là 2500 493029. Còn nếu mà các bạn mà nhà cung cấp này mà chưa được khai báo trong danh mục thì các bạn có thể tích vào cái chỗ dấu cộng này để các bạn là khai báo cái nhà cung cấp này. Phần mềm của tôi là đã trong dữ liệu này thì đã có cái nhà cung cấp này rồi nên tôi không phải khai báo lại nữa. Các bạn sang ngày hạch toán ở đây là ngày theo hóa đơn 23 tháng 12. Sau đó các bạn nhấn Enter. Ở cái số phiếu nhập này thì phần mềm đã
tự động sinh ra theo cái cài đặt của bạn đã cài đặt từ trước, các bạn không cần quan tâm nhiều đến cái này. Rồi ra cái hóa đơn này là công ty đã đăng nhập cái cát xây. Các bạn nhập vào cái chỗ mã hàng này là cát xây. Nếu mà trường hợp mà cái cát xây mà chưa có trong danh mục thì các bạn cũng có thể bấm vào cái chỗ dấu cộng này này để các bạn khai báo thêm cái vật tư hàng hóa. Đây là tôi đã khai báo rồi nên tôi không không nhập vào nữa. Số lượng này 129 này và đơn giá 140. Tiếp theo các bạn sang tab VAT. VAT ở đây đã phần mềm đã cài đặt cho các bạn là 10%. Nếu các bạn mà chưa đặt 10% thì các bạn chỉ vào chỗ tam giác đen này này, các bạn kéo xuống để cho lấy cái phần trăm VAT, sau đó các bạn nhấn Enter. Sang chi phí khác, nếu như mà có phí vận chuyển thì các bạn là phân bổ vào đây, nhưng đây là hóa đơn này không có. Tiếp theo các bạn sang phần phiếu chi. Ngày chi là ngày 23 tháng 12 năm 2020 cùng với ngày hóa đơn. Tiếp theo các bạn sang đến cái tab hóa đơn, mẫu số hóa đơn, các bạn dở cái hóa đơn lên xem. Mẫu số hóa đơn chính là cái mẫu số này 01GTKT01001 này, tức là hóa đơn điện tử này và phát hành lần đầu tiên. Các bạn đặt 01 vào đây, phần mềm sẽ cho các bạn các cái mẫu số để các bạn tìm đến cái mẫu số đúng trên cái hóa đơn. Ký hiệu hóa đơn, đây chính là cái ký hiệu hóa đơn này, VN này, 20E này, các bạn gõ vào đây VN 20E. Sau đó các bạn đến số hóa đơn, đây chính là số hóa đơn này 118 này. Đó. Và ngày là ngày hóa đơn. Ngày hóa đơn chính là cái ngày đây, ngày hóa đơn này. Ở đây thì các bạn nhấn cất để hoàn thành cái việc nhập kho cái hàng hóa này. Ở đây phần mềm cảnh báo là số dư trên tài khoản 11 tính đến ngày 23 còn đang bị âm. Bạn ghi số quý, ghi sổ sẽ âm quý và hỏi là bạn có muốn ghi không, thì cái này các bạn cứ nhấn yes. Và sau khi nhập kho hoàn thành thì ở đây có cái tích là đã ghi sổ này và có cái gạch chéo này. Các bạn nếu muốn sửa thì các bạn có thể bỏ tích ở đây, bỏ ghi. Sau đó các bạn nhấn sửa để có thể sửa lại cái chứng từ này. Không thì các bạn sửa xong thì các bạn lại nhấn tiếp cất. Như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn là cách nhập liệu trên cái phần hệ mua hàng trên phần mềm kế toán Visa. Nếu thấy video hay hữu ích, các bạn là vui lòng đăng ký kênh, nhấn chuông, nhấn like, nhấn share. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.